Hello các bạn, trên tay của Tuyền đang có một quyển có tên là Kỹ thuật phát âm chuẩn Anh Mỹ. Và hôm nay bài giảng này thì cô Tuyền giảng về kỹ thuật nối âm trong tiếng Anh. Các bạn lấy vở ra ghi nhá. Rồi, thực ra thì cô sẽ không chép quá nhiều ví dụ lên, và bởi vì là lát nữa sau phần phân tích thì cô sẽ cầm sách cô đọc, vì cô rất là lười viết câu dài ở trên bảng. Nếu các bạn mà có muốn mua cái cuốn này về, hoặc cái bộ này có mấy cuốn này về để tự học theo phần lý thuyết, hoặc là các bạn là giáo viên thì đây là lời, không phải là lời đề nghị mà đây là một lời gợi ý có giá trị dành cho các bạn. Các bạn liên hệ về link của hotline để đăng ký. Cũng không có quá nhiều, nhưng vì là cũng khi mà livestream thì khá nhiều bạn hỏi. Ở đây khi mà chúng ta học về kỹ thuật nối âm trong tiếng Anh, chúng ta cần phải ôn lại cho cô là gì? Trong tiếng Anh có hai bảng là bảng chữ cái và bảng phiên âm quốc tế. Bảng chữ cái thì dùng để viết nên từ và bảng phiên âm quốc tế dùng để đọc từ. Trong đó bảng chữ cái có nguyên âm là A, E, I, O, U. Rồi. Vậy thì nguyên tắc nối âm ở đây là gì? Phụ âm kết thúc của từ đằng trước nối với nguyên âm bắt đầu của từ đằng sau. Các bạn viết vào vở nhá. Phụ âm kết thúc của từ đằng trước nối với nguyên âm bắt đầu của từ đằng sau. Ví dụ, cô có câu He gets up at 6 o'clock chẳng hạn. Rồi nhìn vào đây. Ở đây chúng ta nhìn thấy âm S, S này đứng sau T thì ending sau là S. Nó thuộc về nguyên tắc S, Z, I, Z ending sau, phải kính phục tao thôi. Ok, he gets, rồi, up at 6. Các bạn nhớ 6, kết thúc của nó là X. Thì X cũng là dấu hiệu của âm S ending sau. He gets up at 6. Nếu mà mình đọc đơn là gì? He gets up at 6. Thì không có sai, nhưng nó sẽ bị chậm. Ở đây mình nhìn thấy sờ không ạ? S là phụ âm đúng không ạ? Phụ âm có thể là phụ âm chữ cái, nhưng khi đọc thì nó lại là phụ âm phiên âm, đúng không? Nhưng thường là phụ âm chữ cái thì nó sẽ phiên âm thành phụ âm, chứ nó không thể phiên âm thành nguyên âm được, kiểu như vậy. So là phụ âm, S là phụ âm của từ đứng trước, đúng không? U là nguyên âm bắt đầu của từ đứng sau. U đấy, A, E, I, O, U. Vậy chỗ này cô sẽ đọc là He gets up at 6. He gets up at 6. Chỗ này nó còn nối được tựa, nhưng mà thực ra là với những bạn mới bắt đầu học nó sẽ hơi rối miệng. Nên là chúng ta sẽ nhấn vào các từ chính. He gets up at 6. Hay là cái câu I live in Hanoi. Nhìn nhá. E đứng cuối từ bị câm, trừ một số từ như là she, là be, vì nó là một âm tiết. Đó, một âm có cái âm e, nó chữ e đấy, nó là một thuộc về âm chính rồi. Còn e đứng cuối từ này bị câm, vờ trở thành phụ âm kết thúc của từ đằng trước. Y là nguyên âm bắt đầu của từ đằng sau. Kỹ thuật nối âm ở đây là gì? Phụ âm kết thúc của từ đằng trước nối với nguyên âm bắt đầu của từ đằng sau. Living. Thì khi mà các bạn đọc một câu mà có nối âm ấy, cái này là kỹ thuật nha, các bạn phải luyện nhá. Nên là các học sinh học khóa Zoom của mình ấy, lý thuyết có 15 phút thôi nhưng mà luyện hết hơi. Và được học lại. Học lại từ lesson 1 đến lesson 6 là các bạn học viên sẽ bị đánh đúp. Nếu không đạt tiêu chuẩn về chất lượng, về thái độ học là sẽ bị đúp. Đúp học lại không mất tiền nhưng sẽ bị phạt. Cứ thế mà làm. Quay trở lại câu này. Rõ ràng là tôi biết, ok đây là nối âm, tại sao cái từ kia tôi đọc cứng thế? Là bởi vì các bạn phải luyện làm sao cho mượt, cho mềm. Nên cô Tuyến tại sao lại có cả một series những cái bài luyện đọc câu cho các bạn nghe thôi, để nó inspire, truyền cảm hứng cho các bạn, để các bạn thấy rằng bắt buộc phải luyện. Những người nào mà nói tiếng Anh, người ta sẽ lấy hơi từ bụng và người ta nói rất là khỏe. Thì living là một từ nối âm, đọc rời của nó ra là live in. Bạn trả ending sao nhá, live in. Nhưng khi nối âm nó là living, nhanh không? Living, living. Vậy nếu như đọc một câu đơn mà các bạn không thể đọc nhanh cả câu đấy có chứa kỹ thuật nối âm được, thì bạn phải đọc cái từ nối đấy trước. Living, đọc theo tôi là living, 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 living. I live in Hanoi.
I live in Hanoi. Tiếp tục có cái câu này. She is 7 years old. Ok. SH này tròn miệng này. Ở bài âm khác của Tuyến dạy. Tròn miệng cho cô từ này nào. She. SH tròn miệng nào. Các bạn bé học chuẩn luôn. Còn các bạn lớn nào không có chuẩn, mồm nó bị cứng, khả năng tiếp nhận kỹ thuật âm kiểu khác. She. Ending sau chỗ này là Z. Rất là nhiều bạn khi mà cô kiểm giáo viên dạy của các lớp, giáo viên cô Tuyến dạy các lớp chấm đầy đủ rồi, nhưng mà cô nhảy vào một cô kiểm tra bất chợt thì vẫn thấy rất là nhiều bạn đọc từ này là is. Ở quê dạy đọc là is rất là nhiều, nó là is. Ending sau Z đọc là is. Is. Và chỗ này là Z này. Rồi, Z này là phụ âm kết thúc của từ đằng trước, nối với O là nguyên âm bắt đầu của từ đằng sau, đạt kỹ thuật nối âm rồi còn gì nữa. Nhưng riêng từ này, cái chữ Y này nó là âm Y. 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 Y chứ không phải là giờ. Đúng không ạ? Bạn không thể đọc là yêu được. No. Không đọc đọc là diêu được. No. Y. Years old. Đọc riêng từ này cho cô là years old. Years old. Years old. She is 7 years old. How old is she? She is 7 years old. She is 7 years old. Vậy kỹ thuật nối âm có cái gì ạ? Chẳng có cái gì cả. Có mỗi một cái là còn mấy cái nữa chứ chưa dạy. Phụ âm kết thúc của từ đứng trước nối với nguyên âm bắt đầu của từ đứng sau. Phụ âm kết thúc của từ đằng trước nối với nguyên âm bắt đầu của từ đứng sau. Và nhớ là phải đọc luyện thì nó mới mềm. Khi mà vào một câu thì mình đọc riêng cái từ nối với nhau rồi mới đọc cả câu. Living, living, I live in Hanoi, I live in Hanoi, I live in Hanoi. Được chưa ạ? Thì kỹ thuật nối âm đầu tiên là phụ âm kết thúc từ đứng trước nối với nguyên âm bắt đầu từ đứng sau. Thì khi học các bài của cô Tuyến, đặc biệt là các bài đọc truyện hoặc các bài đọc đoạn tiếng Anh, thì việc của các bạn là phải chép cái câu đấy ra, chép cái đoạn đấy ra, đánh dấu kỹ thuật âm. Chỗ nào ending sao? Đánh dấu như này này. Chỗ nào nối âm? Đánh dấu như này. Và sổ dọc từng ý một ra đọc. Thế là đọc hay. Nói tiếng Anh thì phải chấp nhận được một việc, đó là chúng ta học cùng một công thì phải làm sao nói hay. Nhiều người bắt luyện thì không luyện, xong rồi nộp bài trả cho có, để làm gì, không giải quyết được cái gì cả. Bây giờ cô sẽ đọc trong cái giáo trình này nhá. Thực hành kỹ thuật âm và luyện đọc sau đây. Tất nhiên là các bạn sẽ nhìn thấy câu. I want to wake up at 7 a.m. He gets up at 5 a.m. She, SH tròn miệng này. She will work in a few minutes. Work in a, nối âm, work in. Inner, nối âm, inner. She will work in a few minutes. I will leave in 10 minutes. Look over three. Ah, look over there. There is a bird. Look over there. Look over. Look over there. There, TH đầy lưỡi. There is a bird. There is a bird. Cảm ơn các bạn. Chúng ta tiếp tục luyện ở bài khác. Nhưng bài này nhớ luyện kỹ thì bài sau mới thấy thú vị. Thank you.